Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Đảm bảo vận hành xả lũ an toàn tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và đại diện 27 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh dự lễ. Thanh Hóa hiện có gần 935.000 trẻ em, chiếm khoảng 25,6% dân số toàn tỉnh. Trong đó có gần 150.000 trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 12.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng vì hành động trẻ em năm 2022 sẽ diễn ra trong suốt tháng 6 với các hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại và tai nạn thương tích. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ như diễn đàn, câu lạc bộ, đội nhóm trẻ em cũng như rà soát, phát hiện và khắc phục kịp thời những nơi không an toàn cho trẻ. Phát động tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tăng cường vai trò trách nhiệm trong thực hiện đầy đủ quyền trẻ em cũng như các giải pháp bảo vệ trẻ em, đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và trang bị cho trẻ em các kỹ năng cần thiết về phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước, tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế kiểm soát đến mức tối đa tình trạng bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị địa phương quan tâm bố trí vận động nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đầu tư xây dựng các không gian vui chơi lành mạnh dành cho trẻ, cũng như tập trung thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ chăm sóc trẻ em, vi phạm quyền trẻ em. Tại lễ phát động, các nhà hảo tâm đã trao các phần quà hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với giá trị gần 700 triệu đồng. Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội, đoàn giám sát liên ngành do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã có các buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan đơn vị trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Nga Sơn, Đông Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường tại khu xử lý rác thải, các điểm đặt thùng bê tông chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, trang trại chăn nuôi gia cầm, nhà máy chế biến hải sản và sản xuất đá lạnh Nghi Sơn. Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường như khu xử lý rác thải vẫn còn khói đen thải ra môi trường, chưa có hệ thống xử lý rỉ rác. Các trang trại chăn nuôi cần lắp đặt thêm giàn phun sương, lưới chắn nhằm giảm mùi hôi bay ra ngoài môi trường. Tình trạng người dân vứt động vật chết, rác thải xuống kênh mương, chưa hợp đồng đơn vị thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, rác thải nguy hại. Việc kiểm tra của các cơ quan ban ngành chức năng chưa được thường xuyên. Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về luật bảo vệ môi trường gắn với quyết định số 13 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần quan tâm chỉ đạo xây dựng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, xây dựng phương án nơi lưu giữ, trung chuyển chất thải nguy hại, tăng cường kiểm tra, bổ sung, tu sửa các thùng lưu giữ vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng. Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm về môi trường theo quy định. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách công tác chính sách trên địa bàn tỉnh về các quy trình thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian tập huấn, các cán bộ chuyên trách về công tác chính sách ở các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị cấp xã sẽ được cán bộ của Cục Người có công, cán bộ chính sách của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và một số bộ ngành liên quan hướng dẫn cụ thể về những điểm mới trong việc công nhận và giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng theo pháp lệnh số 02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 và Nghị định số 13 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Phương pháp công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với 7 nhóm đối tượng người có công và các chế độ ưu đãi khác,
quy trình công nhận thương binh liệt sĩ ở các địa phương. Cũng trong chương trình tập huấn, các cán bộ quản lý công tác chính sách của các địa phương còn được hướng dẫn công tác quản lý hồ sơ người có công, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn quản lý. Sáng nay 31 tháng 5, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 đã họp triển khai kế hoạch tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức triển khai hàng năm trên địa bàn tỉnh để xét lựa chọn các công trình có giá trị khoa học kinh tế xã hội tham gia giải thưởng toàn quốc nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống. Cơ quan chủ trì triển khai giải thưởng là Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa. Giải thưởng sẽ được xét và trao cho các công trình thuộc 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, cơ khí và tự động hóa, sinh học, phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ vật liệu. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Các công trình được xét tặng giải thưởng đảm bảo các yêu cầu, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, giải thưởng của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc, được Hội khoa học cấp bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các cấp tương đương nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên. Đối tượng tham gia giải thưởng là những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam, có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi 5 năm tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ. Tại Thanh Hóa, ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ tham gia giải thưởng đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2022 để xét chọn công trình tham gia giải thưởng toàn quốc. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Đến thời điểm này, các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Kỳ thi sẽ diễn ra tại hai điểm trường là trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ, thành phố Thanh Hóa. Điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có 29 phòng thi với gần 700 thí sinh dự thi vào các lớp chuyên khoa học tự nhiên. Nhà trường đã bố trí các phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ thí sinh và cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ. Toàn bộ cái phòng ở của ký túc xá học sinh bán trú đấy thì chúng tôi sẽ dùng cho các thí sinh và người nhà đưa con em lên dự thi. Chúng tôi đáp ứng được tối đa cho phụ huynh vào ở và miễn phí hoàn toàn. Đoàn thanh niên là chuẩn bị cho cái công tác tiếp đón phụ huynh, hướng dẫn phụ huynh học sinh đưa con vào tận nơi ở được thuận tiện an toàn để chuẩn bị tốt cho học sinh thoải mái tâm lý bước vào cái kỳ thi. Năm nay có hơn 1.400 hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh lớp Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, tăng gần 350 thí sinh so với năm học trước. Trường sẽ tuyển 385 chỉ tiêu lớp 10 các môn chuyên toán, lý, hóa sinh, tin học, văn, sử, địa và tiếng Anh. Trong đó, chuyên toán và chuyên tiếng Anh, mỗi chuyên tuyển 2 lớp với 70 học sinh. Để đảm bảo vận hành xả lũ an toàn tại công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch đầu tư các trang thiết bị hiện đại để hỗ trợ công tác điều tiết vận hành hồ chứa và xả lũ. Sau đợt mưa lớn vừa qua, mực nước tại hồ Cửa Đạt đã cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 khoảng 7,7 m, cao hơn so với quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã 6,7 m. Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt đã tăng cường quân số trực, liên tục theo dõi mực nước, cửa van tràn xả lũ và hệ thống thông tin liên lạc để vận hành điều tiết kịp thời hiệu quả. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát tại các điểm xung yếu như vai đập, thân tràn và 4 cửa xả lũ lớn của hồ. 2 cano xuồng máy tốc độ cao luôn sẵn sàng hoạt động ứng cứu nếu có sự cố. Đơn vị cũng đã mua sắm thêm 3 máy phát điện di động công suất lớn, lắp đặt 9 camera và thiết bị theo dõi độ sụt lún mặt cắt đập. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, vật tư, vật liệu, trang bị con người, nhân lực, máy móc, thiết bị và cũng đã lập phương án ứng phó tình huống thiên tai và trình ban nhân tỉnh phê duyệt thì hoàn toàn chủ động, bởi vì chúng tôi sẽ sử dụng được quy trình thì có thể xả trước khi lũ đến để mà hồ có đủ cái dung tích để mà chứa cái dung tích phòng lũ. Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng, lưu lượng nước về từ hồ Hùa Na Nghệ An sẽ tăng.
Chi nhánh khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt đã dự trữ hơn 3.000 mét vuông vải chống thấm, đất đá và bao tải, thường trực đầy đủ quân số để vận hành, điều tiết hồ chứa nước Cửa Đạt theo quy trình đã được phê duyệt, vừa hạn chế việc xả lũ gây ngập úng, vừa đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất. Bản tin cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.